Với mong muốn hỗ trợ người nông dân nâng cao hiệu suất lao động, giảm thiểu tác hại của thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác, tiến sĩ Vũ Ngọc Ánh, giảng viên Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhóm nghiên cứu của mình đã phát triển loại máy bay phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2017 thì tôi bắt đầu nghiên cứu thiết kế các loại máy bay như thế này. Thì khoảng một năm sau thì chúng tôi hoàn thành cái việc thiết kế. Khi hoàn thành việc thiết kế thì chúng tôi phải bắt đầu đi tìm kiếm các cái nơi mà có thể giúp chúng tôi hoàn thành cái bản thiết kế này thành một cái máy bay thực thụ để phục vụ cho người dân. Thì từ đó thì tôi cũng có liên lạc với một số các cái đơn vị mà sẵn lòng giúp đỡ chúng tôi trong việc nghiên cứu. Thì cũng may mắn là tôi được một cái đơn vị ở tỉnh tài trợ cái nghiên cứu này. Thì từ đó chúng tôi đã bắt đầu nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm một loại mẫu máy bay như thế này. Về cơ bản, máy bay phun thuốc trừ sâu điều khiển từ xa có cơ chế bay tương tự các thiết bị bay không người lái phổ biến như Flycam. Tuy nhiên, để phù hợp với mục đích phun thuốc trừ sâu diện rộng, máy được thiết kế thêm bình chứa và bộ pin có khả năng giúp máy hoạt động ổn định. So với các phiên bản trước đây, thì máy bay này hiện tại có thể gấp gọn lại và có thể cất ở các không gian nhỏ hẹp, cũng như là cải thiện về cái mức độ ổn định và hiệu suất phun do có tính toán từ trước. Thời gian hoạt động của máy bay này khoảng từ 15 cho tới 20 phút tùy vào nhiệm vụ bay, và cái đối với một cái lượng thuốc là khoảng 10 lít thì nó có thể phun được khoảng 1 hecta trong vòng khoảng 10 phút. Thì với các loại phun thuốc truyền thống là phun bằng tay thì rất là độc hại và năng suất rất là thấp. Thì với các loại máy bay này nó có thể tăng năng suất lên từ 30 tới 50 lần tùy theo cái loại thuốc mà mình cần phải phun. Còn đối với các loại máy kéo để phun thì nó có thể gấp khoảng từ 4 đến 5 lần tốc độ phun và hiệu quả phun. Loại máy bay phun thuốc trừ sâu này có thể bay theo lộ trình đã được thiết lập sẵn. Khi hết thuốc, máy bay tự động quay về nạp thuốc, sau đó tiếp tục bay về vị trí cũ để phun tiếp. Máy bay cũng có khả năng phun thuốc ở khu vực có độ cao tới 1.000 mét so với mực nước biển. Thì hiện tại bây giờ cách làm truyền thống thì người nông dân pha với một lượng thuốc với nước rất là lớn, từ 400 đến 500 lít. Mà hiện tại bây giờ với cái công nghệ chính xác của máy bay thì chúng tôi chỉ pha khoảng 10 lít cho đến 20 lít với cái cùng một dung lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thì bà con nông dân thường cảm thấy cái lượng thuốc đó rất là ít, nó không có quen thuộc so với cách làm thông thường. Tuy nhiên về khoa học chúng tôi đã chứng minh được rằng cái cách làm như vậy rất là hiệu quả và tiết kiệm thuốc bảo vệ thực vật. Nó làm tránh các cái hiện tượng là thuốc rơi xuống đất và gây ô nhiễm môi trường. Theo tiến sĩ Ánh, nếu được cấp phép, loại máy bay phun thuốc trừ sâu này hoàn toàn có thể sản xuất tại Việt Nam với giá rẻ hơn nhiều so với các loại máy nhập khẩu. Ngoài ra, với các kỹ thuật lập trình đang được phát triển, máy bay sẽ hoạt động ổn định, an toàn và có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các loại máy nhập khẩu tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất loại máy bay này còn gặp một số vướng mắc như chính sách quản lý bay chặt chẽ, thủ tục cấp phép phức tạp. Tiến sĩ Ánh bày tỏ nguyện vọng nhà nước, các cấp ngành có một sự điều chỉnh về thuế, về những chính sách ưu đãi cho khoa học công nghệ và giấy phép hoạt động máy bay tại đồng ruộng nông trường. Có như vậy, các thiết bị nông nghiệp kỹ thuật cao như thế này mới thực sự phát huy được hiệu quả và trở thành trợ lực vững chắc cho người nông dân khi hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.